Tổng Trọng và cựu Thủ tướng Ba Dũng, ai sạch hơn ai? Với tần suất xuất hiện trên mặt báo nhiều hơn bình thường, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đột nhiên trở thành tâm điểm của dư luận và gây ra rất nhiều tranh cãi. Vào năm 2016, ông Dũng tự nguyện rút khỏi chính trường do áp lực của nội bộ đảng. Quan trọng hơn nữa là ông chủ trương ai làm Thủ tướng cũng được, nhưng không phải là Ba Dũng, được ban lãnh đạo Bắc Kinh đồng thuận tạo áp lực lớn lên quyết định của cựu Thủ tướng. Mạng xã hội trong những ngày vừa qua nổi sóng bởi các ý kiến khen chê với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đang có những dấu hiệu sẽ tham chính với tư cách là quân sư quạt mò cho Tô Lâm. Mới đây, ông Nguyễn Chí Dũng, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giai đoạn năm 2003 đến năm 2016, đã đăng một status trên Facebook cá nhân với nội dung như sau: Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một nhân cách lớn. Tôi vinh dự đã từng là chuyên gia tư vấn cho ông. Ngay lập tức, ông Sĩ Dũng đã bị rất nhiều người không ủng hộ cựu Thủ tướng phản đối dữ dội, khiến ông phải khóa chức năng bình luận. Sau hành động này, lập tức ông Sĩ Dũng tiếp tục bị chỉ trích rằng ông không tôn trọng sự khác biệt. Do đó, ông Sĩ Dũng đã phải đăng một status giải trình tại sao ông lại khen ông Ba Dũng, cũng như vì sao ông phải khóa bình luận. Việc đánh giá về một cá nhân, nhất là về các chính khách, tất nhiên sẽ có người khen kẻ chê. Đây là quan điểm của mỗi cá nhân trong giới hạn quyền tự do biểu đạt. Tuy nhiên, các luồng ý kiến chắc chắn sẽ chịu những tác động rất lớn từ ngoại cảnh, từ những thông tin mà họ nhận được. Đối với Ba Dũng, chắc chắn ông đã bị cố ý bôi nhọ với mục đích là hạ bệ và làm giảm uy tín từ các đối thủ chính trị, cụ thể từ phe cánh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong status với tiêu đề tâm sự đăng lên trang cá nhân, ông Nguyễn Sĩ Dũng đã bộc bạch như sau: sự thật mà tất cả chúng ta đều biết. Xin được phân tích về hai sự thật này để các bạn tham khảo. Thứ nhất là sự thật thứ nhất là không thể phát hiện ra vi phạm. Anh Ba Dũng bị coi là đồng chí X, là sâu chúa, là chùm cuối, nên anh trở thành đối tượng số 1 của chiến dịch đốt lò. Trong suốt gần 3 nhiệm kỳ, gần 15 năm, với quyền lực tối thượng, với quyết tâm sắt đá, với bộ máy kiểm tra, thanh tra, điều tra hùng hậu, vẫn không thể phát hiện được bất kỳ vi phạm nào để đưa đối tượng 3X vào lò. Chừng ấy thời gian đã đủ để lương tâm mách bảo về nghĩa vụ phải trả lại danh dự cho anh Ba hay chưa? Thứ hai, tại sao mọi công dân đều được pháp luật bảo vệ khỏi vu khống và xúc phạm danh dự, còn công dân Nguyễn Tấn Dũng thì không? Chúng ta xây dựng kiểu nhà nước pháp quyền gì lạ như vậy? Ý kiến của Nguyễn Chí Dũng cho rằng, bất kể các nỗ lực bới lông tìm vết của ông Tổng Trọng hay Tư Sang, kết quả cuối cùng vẫn không tìm được dấu vết tham nhũng của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và khi chưa có phán quyết của tòa án, thì mọi cá nhân đều chưa có tội. Trong khi đó, trong khoảng thời gian cuối đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị lật lại những cáo buộc liên quan đến bê bối Siputra, khu đô thị Nam Thăng Long. Theo đó, chỉ vì một quyết định vội vàng, lãnh đạo Hà Nội khi đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ, khi đó ông là Bí thư Thành ủy, và Chủ tịch Hoàng Văn Nghiên đã phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất của dự án sớm hơn 16 ngày, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 3.000 tỷ đồng, thời giám khi đó, bây giờ số tiền này rất lớn. Thậm chí đã có những cáo buộc cho rằng các lãnh đạo Hà Nội lúc đó đã nhận những món quà biếu với giá trị hàng triệu đô la. Những điều kể trên thì vẫn chỉ nằm ở mức cáo buộc, tuy nhiên có những ý kiến khẳng định rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhận hai căn biệt thự từ tập đoàn Siputra là có căn cứ. Công luận cho rằng tỷ lệ chính xác của tin đồn ở Việt Nam là khá cao, vì có thể đã được dò dỉ từ bên trong nội bộ đảng mà ra. Quý vị các bạn vừa xem bản tin Tổng Trọng và cựu Thủ tướng Ba Dũng, ai sạch hơn ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao tân Tổng Bí thư Tô Lâm phải vội sang thăm Trung Quốc? Chỉ 15 ngày sau khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm đã nhanh chóng bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8. Đáng chú ý, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tô Lâm trên danh nghĩa Tổng Bí thư của Đảng và Chủ tịch nước. Giới quan sát đặt câu hỏi, vì sao tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm
phải vội vàng sang thăm Trung Quốc đến như vậy. Trong khi đối với các lãnh đạo Việt Nam trước đây như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc thường mất khoảng 6 tháng để mà chuẩn bị. Giới quan sát trong và ngoài nước đánh giá, ban lãnh đạo Bắc Kinh dường như không tin tưởng Tô Lâm. Chỉ trong ngày đầu tiên khi Tô Lâm tổng diễn kiến ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại cái gọi là mối quan hệ đồng chí anh em sâu sắc giữa ông và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phải chăng đây là chỉ dấu cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình muốn khuyến cáo Tô Lâm chớ có đi chệch con đường của người tiền nhiệm, nhất là trong bối cảnh có nhiều biểu hiện cho thấy ông Tô Lâm đã không ngần ngại xuất hiện cùng với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật được đánh giá là mang tư tưởng cải cách trong một số sự kiện quan trọng. Việc ban lãnh đạo Bắc Kinh không ưa Tô Lâm chắc chắn có liên quan đến việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngay sau chuyến thăm Trung Quốc đã bị ông Tô Lâm truất chức. Đây là hành động được dư luận Việt Nam đánh giá là cái tát trời giáng với Vương Đình Huệ và là vuốt mặt không nể mũi với ông Tập Cận Bình. Vào cuối tháng 7 năm 2024, sau những đồn đoán về việc Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư, truyền thông quốc tế đưa tin Trung Quốc đã cho máy bay do thám từ đảo Hải Nam xâm nhập dọc bờ biển Việt Nam hai lần. Phân tích cho rằng Trung Quốc ngầm gửi lời đe dọa đến Tô Lâm. Ban lãnh đạo Trung Quốc đã cố gắng tỏ ra khá trọng thị khi tổ chức lễ đón cấp nhà nước dành cho Tô Lâm với sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Nước chủ nhà Trung Quốc cũng cho bắn 21 phát đại bác và chào mừng người đứng đầu đảng nhà nước Việt Nam. Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc có ý diễn giải các tuyên bố của Tô Lâm trong chuyến thăm này theo cách nói với hàm ý bất lợi cho Việt Nam và có lợi cho Bắc Kinh. Có một sự bất thường trong chuyến thăm này khi Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam không bay thẳng đến Bắc Kinh trong ngày đầu tiên. Như thông lệ, ông Tô Lâm và đoàn đã ghé thăm thành phố Quảng Châu, mà theo truyền thông của Trung Quốc giải thích, ông Tô Lâm đi thăm một số địa phương nơi ông Hồ Chí Minh từng tiến hành các hoạt động cách mạng khi đang ở Quảng Châu. Đó là một trong lý do vì sao mạng xã hội Việt Nam đánh giá rằng Trung Quốc coi thường Việt Nam nói chung và Tô Lâm nói riêng, kể cả việc Bắc Kinh bố trí Ngoại trưởng Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị đón Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay là điều không xứng đáng với nghi thức. Trên mạng xã hội Việt Nam có nhiều ý kiến nhận xét rằng, không biết lý do gì, nhìn những hình ảnh truyền thông hai nước công bố cho thấy ông Tô Lâm tỏ ra căng thẳng và không được vui. Việc Tô Lâm nhanh chóng sang thăm Trung Quốc được cho là nhằm thể hiện sự tôn trọng và cũng có thể là xoa dịu Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng phát triển. Được biết, trong tháng 9 tới đây, Tô Lâm dự kiến sẽ đến Hoa Kỳ để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có khả năng sẽ gặp Tổng thống Biden của Mỹ. Quý vị các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao tân Tổng Bí thư Tô Lâm phải vội vàng sang Trung Quốc? Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.